mọi người vô đọc comment, <laughs> trời ơi là trời. Ê nói nghe nè sáng ơi, uh, em cứ chứng minh hết đi, anh cũng rất muốn em chứng minh á. em là người vô kênh của anh em comment này chứng tỏ em là người chặn của anh rồi. người dùng bây giờ là tao thông thái lắm, với lại là thu nhập của anh hay thu nhập của em cũng chả liên quan gì tới em. cái thứ hai nữa anh nói em nghe nè, em uh, thu nhập của em thì nó đến với những cái đồng tiền bất hợp pháp lao động tất cả các nước em đều tuyển lao động tất cả các tổ chức em đều tham gia thậm chí là úc mới vừa ký hợp đồng với lại là việt nam với bác chính mới vừa ký xong chưa được nửa tiếng sau là em đã có video lên kênh của em rồi đó cái đó là cái quan trọng ừ. ai cho em Ai cho em cái quyền mà em được phân phối Ai cho em cái quyền được tuyển dụng Mà anh nói em nghe nữa nè Cái công ty của em mới thành lập tháng 7 năm 2023 Thì tới bây giờ chưa được đủ một năm tuổi Nhà sáng Nên em cũng chưa có đủ kinh nghiệm để em làm đâu Đã bao nhiêu video trước em chặn anh cho nên anh làm em không thấy Còn bây giờ em đang chui đầu vào rọ rồi đó Nghe em chui đầu vào rọ rồi đó anh em yên tâm đi tất cả mọi thứ hôm nay nếu em không chặn anh ngay từ bây giờ trở về sau em không chặn anh thì anh kèm em chặt lắm mà lúc trước tại do là em chặn anh cho nên rằng là em không thấy được video của anh thôi chứ bây giờ em kéo xuống cách đây tầm khoảng hơn một tháng á tháng mấy á là em thấy là video của em nổi đầy lên trên kênh của anh luôn đó là cái mà anh đang cần để cho em em mở ra đi và thậm chí anh đã tát luôn cả báo uh, thành phố uh, báo nghệ an vào mà báo công an nghệ an vào luôn mà Trời ơi anh đã làm biết bao nhiêu lần rồi Nhưng đều cái là em chặn anh cho nên em không thấy Nên là thôi Em cứ sâu hết ra những cái gì Con người thật của anh như thế nào đó Em cứ sâu hết đi nha Nhưng mà anh nói em nghe nè Em đừng có đăng lên cái của hình của con khuyên trần nghe Đó anh nói như vậy là em đủ hiểu rồi Con khuyên trần nó đã nhận được Cái tin nhắn của từ ai ở bên này Bên Canada này nè Anh đang ở Canada mà Gửi về bên Việt Nam Thì em vào cái nick và cái, cái rút của sakachawan là em sẽ biết anh đã tát nó lại ba lần rồi mà không dám trả lời bởi vì nó đang sợ người nhà của nó ở bên canada bị anh kiện và bị anh báo cảnh sát đơn giản chỉ câu đó thôi có nghĩa là tiết lộ thông tin cá nhân của người khác còn em không đụng gì không làm gì được đâu